Chào toàn thể các bác học thợ đánh cỏ vàng nhé. Đặc biệt là các bác làm thợ đánh cỏ vàng bằng keo ạ. Buổi chiều ngày hôm nay thì bên cơ sở nhà em là đang cắt keo đóng hàng gửi đi cho các bác thợ. Thì cũng trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì xin giới thiệu cho các bác là về cái dòng keo đánh cỏ loại A1. Thì đối với bác nào mà đang nhu cầu sử dụng về dòng keo này thì tham khảo đặt hàng, số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Các bác điện đến thì bên cơ sở lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn về keo này, ưu điểm khi anh em mua về, cái thứ nhất là tất cả thời tiết anh em đều đánh được, cứ từ nhiệt độ từ 13 độ C cho tới là 40 độ C nhé. Và cái thứ hai nữa là keo này về là anh em không phải đun nấu, đấy, trực tiếp là chúng ta vào que là chúng ta đánh thôi đấy. Còn về giống keo này thì đây một thùng của nó đây các bác này. Một thùng của nó thì số lượng keo bên trong là 19 cân nhé đấy, số lượng keo là 19 cân và một cân vỏ là 20. Anh em mua cả thùng này về đánh thì giá của nó chỉ rơi tầm có thời điểm là 160.000 đồng trên một cân đấy, nếu mà mua cả thùng. Và có thời điểm là như hiện nay là nó hơn một chút thôi đấy, nhưng mà rất là rẻ. Còn các bác mua lẻ thì giá của nó là rơi vào là 230.000 đồng trên một cân nhé đấy, giá nó đắt hơn một chút thôi đấy. Còn ví dụ mà các bác đặt là nếu mà anh em thợ đánh đông ấy, thì chúng ta có thể là kết hợp 2-3 anh em đấy, đặt lấy một thùng thì nó rẻ đấy, nó chỉ rơi vào hơn 100.000 đồng một cân thôi. Còn keo này thì hình dạng nhận biết của nó khá đơn giản thôi, nó chỉ có màu trắng trong như thế này thôi anh em đấy. Và sau khi là chúng ta pha nước để ra tiếp xúc với không khí một thời gian thì nó sẽ ngả sang màu vàng. Keo này đánh cực kỳ là ok đấy. Thời tiết thì cái giai đoạn này thì nó khắc nghiệt, cũng ngang với cả cái thời tiết là cuối tháng 8 âm anh em đấy. Về đêm thì trong cái thời điểm tháng 3 này thì kiểu gì cũng có ngày lạnh các bác đấy, và lạnh và mưa đấy. Thì những cái ngày đấy thì con cò con vạc nó mới di cư mạnh đấy. Thì anh em nên cố gắng nên chọn cho mình một cái loại keo tốt như thế này. Còn ở ngoài thị trường ấy thì nó có nhiều loại các bác đấy, loại keo kém chất lượng hơn thì nó rẻ hơn một chút đấy. Thì nhưng mà các bác đánh thì ví dụ nắng là nó chảy ác đấy, chảy nhiều luôn đấy. Đấy, và cái thứ hai nữa là thời tiết trời mưa thì đánh keo nó co, nó không có độ bám dính đâu. Còn keo nhà bên cơ sở nhà em là khẳng định cho các bác đây là keo loại 1 đấy. Và cái số lượng bên cơ sở nhập thì các bác biết rồi đấy, mỗi lần là nhập về 1 tấn cơ đấy, thì luôn luôn là cân đối giá cho anh em nó rẻ. Bởi vì giá của cái keo này thì năm nay nó cũng khá lên đấy. Đấy, lên từ tiền cước vận chuyển. Cái thứ hai nữa là giá keo nó cũng lên, nhưng bên cơ sở là vẫn giữ cái giá cố định của nhiều năm trước. Đấy, một lọ keo lửa cân như thế này, ví dụ anh em đánh cò ấy, đánh cò bợ ấy, thì được tầm khoảng 300 con. Đấy, còn ví dụ hồi một cân anh em đánh tầm khoảng 500-600. Đấy, còn đánh vạc thì nó tốn keo hơn một chút anh em nhé. Đánh vạc thì keo mình là luôn luôn là phải phơi nắng phơi mưa. Đấy, và cái thời điểm mình thay thì nó rơi vào tầm khoảng một tuần thì chúng ta thay keo một lần đấy. Đấy, còn đánh cò bợ thì chúng ta cứ sáng đánh chiều chúng ta tầm khoảng 90 giờ chúng ta rút ấy, thì keo nó được bảo quản ở trong cái hộp thì nó sẽ được lâu. Đấy, còn tay này mình sờ vào nhé anh em nhé, tay vào thì độ bám dính của nó không cao đâu, nhưng mà anh em lấy cái lông, ví dụ anh em mua hàng về kiểm tra lấy cái lông gà anh em thử chập vào đây xem, kéo không ra được luôn anh em. Đấy, còn để và anh em vào keo ấy thì đây là các bác này, các bác cứ mở hộp trực tiếp này ra, các bác chọc que mà đấy, các bác kéo ra tầm đủ đủ béo béo keo và các bác đảo đều lên đấy, đảo đều lên là đánh. Còn ví dụ các bác đánh cò bợ mà về gặp mưa là các bác dốc ngược cái lọ keo được que lên ấy, thì sau nó chảy hết nước ra thì độ keo mai bám dính tốt. Còn anh em muốn vào keo nhanh ấy thì chúng ta phơi ra nắng nhé, phơi ra nắng một thời gian tầm khoảng 5 đến 10 phút chúng ta quấn vào thì rất là nhanh đấy. Đấy, còn keo thì một ngày bên cơ sở bây giờ thường thường là đi tầm khoảng đôi 30 cân đấy, đấy, để phục vụ cho anh em ở trong cái vụ sắp tới, cái vụ tháng 3 năm 2024 này. Đấy, thì bác nào mà có nhu cầu mua keo này hoặc là cò xốp này, đấy, bạc xốp giả này, que lan thẻ thì các bác tham khảo vào số điện thoại để góc màn hình video nhé. Bây giờ chào các bác đấy ạ.